Thưa quý vị, mới đây, Công an huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắk đã tổ chức lực lượng truy tìm một phụ nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng ở thị trấn Ea Drang. Được biết, người này chùm kín mặt, hỏi mua 5 chỉ vàng 4 số 9. Khi chủ tiệm vàng đưa ra, người này giật phăng bỏ chạy. Cụ thể, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9, một phụ nữ mặc áo tím, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt, được một nam thanh niên chở bằng xe máy đến tiệm vàng TD, thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hờ Leo. Nam thanh niên đứng đợi bên ngoài, còn người phụ nữ vào bên trong hỏi mua 5 chỉ vàng 4 số 9. Khi chủ tiệm vàng đưa 4 chiếc nhẫn vàng 4 số 9, có trọng lượng 5 chỉ vàng, cho người phụ nữ xem, bất ngờ người phụ nữ cầm toàn bộ số nhẫn vàng bỏ chạy, leo lên xe máy do nam thanh niên chờ sẵn rồi tàu thoát. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, chớp nhoáng, khiến chủ tiệm vàng đứng hình vài giây. Sau đó họ đuổi theo đối tượng nhưng không kịp. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng. Theo công an, xe máy nam thanh niên điều khiển không có biển số, Công an huyện Ea Hờ Lèo đang vào cuộc truy tìm các đối tượng trên nên đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng khả nghi báo ngay cho cơ quan công an. Thưa quý vị, một vụ sạt lở đất vừa xảy ra trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã cuốn trôi hai nhà dân, 5 xe máy và ô tô. Vụ việc làm 10 người bị thương, một người tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 9, tại km 52, quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Việt Vinh, đã xảy ra vụ sạt lở đất rất lớn, cuốn trôi hai căn nhà dân, một xe khách, một xe bán tải và ba chiếc xe máy. Thông tin ban đầu, vụ việc khiến cho 10 người bị thương, một người mất tích. Tuyến đường quốc lộ 2 bị đất đá vùi lấp khoảng 300 mét. Lực lượng chức năng ngay sau đó tích cực tìm kiếm cứu nạn, thực hiện các biện pháp khai thông tuyến đường. Chiếc xe khách và xe bán tải đã được đưa ra khỏi hiện trường. Tại hiện trường, cả một đoạn đường quốc lộ 2 dài khoảng 300 m bị đất đá vùi lấp, ba chiếc xe máy bị đất đá cuốn trôi từ đường xuống ta lui âm, hai ngôi nhà của người dân cũng bị cuốn trôi. Thông tin mới nhất cho biết hiện đã tìm thấy một người tử vong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết số lượng người bị vùi lấp có thể tăng lên. Hiện lực lượng công an tỉnh Hà Giang đang huy động thêm các chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm trong các ngôi nhà bị vùi lấp. Xe cứu thương cũng đã được huy động đến hiện trường để kịp thời đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khẩn trương giả soát thống kê cụ thể số người bị vùi lấp. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh, vào lúc 8 giờ cùng ngày, tại thôn Thượng Mỹ của xã xảy ra trận lũ quét, cuốn trôi 4 căn nhà và làm 2 người mất tích. Theo Công an tỉnh Hà Giang, từ đêm 27 tháng 9 đến 9 giờ ngày 29 tháng 9, trên địa bàn huyện Bắc Quang có mưa to đến rất to kèm theo rông, xét đánh tại một số xã, thị trấn, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Liên quan đến vụ việc cháu bé mới sinh bị mẹ bỏ trong thùng xốp trôi sông gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sau khi được đưa đến bệnh viện sản nhi nghệ an cấp cứu, các bác sĩ tại đây cho biết cháu bé bị mắc bệnh não uống thủy và tiếp tục chữa trị. Theo bác sĩ, trước đó khi người mẹ mang thai được 34 tuần có vào bệnh viện để sinh và muốn cho người khác nuôi cháu bé. Sau khi sinh được 4 ngày, bác sĩ bệnh viện đã giải thích rõ về bệnh tình của cháu bé với sản phụ để chữa trị. Tuy nhiên sau đó sản phụ đã đưa con về nhà. Cũng theo bác sĩ khoa sơ sinh bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sau khi được đưa trở lại bệnh viện, người mẹ không có mặt mà chỉ mình bà ngoại chăm sóc cháu. Hai bà cháu được phòng công tác xã hội bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kêu gọi và có nhiều người giúp đỡ để gia đình an tâm cho cháu điều trị. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, người dân phát hiện người phụ nữ để một cháu bé vào thùng xốp thả trôi trên sông cách cầu Tùng Binh khoảng 20 m, thuộc khối Cộng Hòa, phường Vĩnh Tân, thành phố Vinh. Thời điểm đó, một số người dân phát hiện sự việc đã cứu và đưa cháu bé lên bờ an toàn. Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Tân đã đến hiện trường để làm rõ sự việc. Công an phường Vĩnh Tân tiến hành lấy lời khai đối với hai phụ nữ là Phan Thị P, sinh năm 1995 và Ngô Thị N, sinh năm 1959. Mẹ ruột của P đều trú xóm 8, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Qua làm việc được biết, cháu bé trong thùng xốp là con trai mới sinh được 4 ngày tuổi của chị P. Tại cơ quan chức năng, chị P trình bày do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi sinh con ra được bác sĩ chẩn đoán mắc nhiều bệnh, nhận thấy không có khả năng nuôi dưỡng con nên chị đã xin ra viện. Khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 9, P chở bà N mang theo cháu bé đi ra chợ Vinh mua một thùng xốp rồi đến khu vực bãi sông. Tại đây, P nói với bà N ngồi trên đường chờ, còn bản thân đi xuống bãi bồi ven sông, đặt cháu bé vào thùng xốp, thả trôi trên sông. Liên quan đến vụ nữ sinh bị tấn công hội đồng, có clip phát tán trên mạng xã hội Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc, phối hợp cùng một số trường và chính quyền xã làm rõ và xử lý. Bước đầu, một số trường có báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thông tin về nữ sinh của trường có liên quan. Ngoài ra cũng xác định một số em trong các đoạn clip tấn công hội đồng người khác. Cụ thể, trong nhóm hành hung nữ sinh có các em TNIN, sinh năm 2008, trường Trung học phổ thông Tân Thông Hội, em NHKA, sinh năm 2008, trường Trung học phổ thông Quang Trung, hai em khác là GM, sinh viên năm 2 của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và GH đã nghỉ học. Người bị tấn công hội đồng trong một số clip phản ánh là NNBH, sinh năm 2009 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Củ Chi. Theo khai báo của những người có liên quan, em BH có mâu thuẫn với một bạn nữ. Tối 28 tháng 8, em và bạn nữ nói trên gặp nhau để giải quyết trước cổng một nhà dân. Lúc xích mích, BH làm văng chai thủy tinh trúng nhóm của NHKA ngồi ở quán nước gần đó. Đến tối ngày 30 tháng 8, nhóm của KA đã liên hệ với một bạn trung lớp để đưa BH xuống địa bàn xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Tại đây, nhóm KA gồm 3 người đã tấn công hội đồng MBH như clip trên mạng phản ánh. Được biết, nhóm của KA còn làm như vậy với nhiều nữ sinh khác ở các địa điểm, thời điểm khác nhau. Ngay sau khi vụ việc MBH gây xôn xao trên mạng xã hội, cơ quan công an vào cuộc thì một số nạn nhân từng bị nhóm trị đại học đường của KA tấn công cũng có đơn trình báo. Ông NVH, cha của nữ sinh KA xác nhận con gái ông đang bị cơ quan công an mời làm việc. Ông H cho biết thêm, khi gia đình biết sự việc thì rất sốc và lo lắng cho sức khỏe của cháu BH. Từ khi thấy clip đến giờ, ông liên tục liên hệ gia đình cháu BH để hỏi thăm sức khỏe, tỏ thiện chí nhưng không nhận được phản hồi từ gia đình. Bà NTTT, mẹ của nữ sinh BH bị tấn công hội đồng kể, tối 30 tháng 8, con gái bà bị một bạn học chung lớp rủ đi chơi nhưng lừa trở tới khu vực vắng vẻ thuộc xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi để nhóm ca tấn công hội đồng. Bà cho biết thêm, gia đình bà không hề biết gì về việc con bị tấn công. Ở nhà cháu cũng giấu vì sợ bị trả thù. Bà bận buôn bán nên ít khi nói chuyện với con và con cũng rất tự lập. Đỉnh điểm là tới hôm sinh nhật, ngày 24 tháng 9 vừa qua, bà thấy con tự nhốt mình trong phòng và luôn đòi về quê. Bà Tê kể tiếp, nhiều ngày gần đây, bà thấy con có dấu hiệu không bình thường, thường xuyên đau đầu, lầm bầm một mình, không muốn nói chuyện với ai và có vẻ mặt sợ hãi khi nhắc tới chuyện học hành, bạn bè. Nghĩ con bị áp lực học tập, muốn về quê nghỉ ngơi nên bà Tê đồng ý theo nguyện vọng của con, cho nghỉ học về quê một thời gian. Trưa 27 tháng 9, bà Tê gửi cháu BH theo người thân về quê ở Bình Phước. Khi con đi trường 2 giờ thì bà Tê có hỏi bạn bè của con mới biết được con gái của mình bị tấn công hội đồng và một nam sinh còn gà ép bán clip hành hung đó với giá 3 triệu đồng. Nhận được clip con bị tấn công, bà run người và không dám xem hết. Nhóm bạn tấn công con bà rất đông, nhìn con chỉ biết lấy tay ôm đầu trong khi các bạn cứ tấn công tới tấp mà bà không kìm nổi nước mắt. Bà Tê xác nhận clip con gái bị tấn công là do chính bà đăng tải trên mạng xã hội để cầu cứu. Trong ngày 28 tháng 9, bà Tê đã đưa con đến cơ quan công an để trình báo vụ việc công an cũng mời những người có liên quan lên lấy lời khai. Công an cũng mời những người có liên quan lên lấy lời khai để làm rõ, xử lý. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba cựu cán bộ, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Các bị can gồm Nguyễn Thế Quang, cựu Tránh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Lựu, cựu Phó Tránh Văn phòng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, vụ kế toán. Các bị can bị truy tố về hành vi gây thất thoát hàng trăm triệu đồng ngân sách. Số tiền trên được xác định các bị can vi phạm khi thực hiện lập hóa đơn chứng từ tiếp khách cho cơ quan. Đây là kết quả mới nhất từ việc điều tra sau khi phát hiện vi phạm ngân sách xảy ra tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2016. Với số tiền vi phạm ngân sách trên 11,2 tỷ đồng. Đây cũng là vụ án thứ hai mà ba bị can này bị khởi tố. Vụ án đầu tiên là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, gây thất thoát hơn 2,3 tỷ đồng đã xét xử năm 2023. Trước đó, giai đoạn 2013-2016, các bị can nêu trên công tác tại văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai các bị can đã thực hiện nội dung tiếp khách không đúng tiêu chuẩn, đối tượng, nguồn kinh phí, hồ sơ thanh toán không đảm bảo, thanh toán tiền tiếp khách các huyện không đúng thực tế với số tiền 3,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, xác minh, ông Trần Thế Quang, cựu tránh văn phòng, bà Nguyễn Thị Lựu, cựu phó tránh văn phòng và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, kế toán văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, khai nhận làm các hóa đơn chứng từ tiếp khách bằng việc mời cơm 17 huyện, thị xã, thành phố Pleiku và tiếp khách ngoại tỉnh đối với các chứng từ tiền tiếp khách, các cá nhân trên làm hồ sơ đầy đủ giấy đề nghị, duyệt chi tiếp khách, đề nghị thanh toán, hóa đơn thanh toán và được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng các ban ký duyệt với khoảng 1.000 hóa đơn chứng từ. Từ việc đối chiếu hóa đơn, ngày tiếp khách, tiếp khách với ai, điều tra viên làm việc với những người trong đề xuất thì phát hiện đa số đều khẳng định không hề biết việc tiếp khách. Một số lần được mời cơm trong trường hợp việc đột xuất và không trong chương trình công tác. Năm 2017, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác thu chi ở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tính từ năm 2013 đến năm 2016 với số tiền 11,222 tỷ đồng. Riêng ông Nguyễn Thế Quang, nguyên tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Nguyễn Thị Lựu, nguyên phó tránh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, ký duyệt chi sai số tiền 10,7 tỷ đồng. Hai cá nhân đã nộp lại ngân sách với số tiền sai phạm gây ra. Thưa quý vị, 7 giờ 30 phút sáng 29 tháng 9, Lữ đoàn Công binh 249 bắt đầu tổ chức bắc và thông nối cầu phao, giúp nối hai bên bờ sông, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nơi được lắp đặt cầu phao thuộc địa phận huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, cách chân cầu Phong Châu vừa bị sập khoảng 300 m Được biết, trong chiều 28 tháng 9, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã tổ chức hạ thủy cano và các đốt cầu phao để chuẩn bị cho công tác bắc nối thông cầu phao tại khu vực cạnh cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Công việc được diễn ra rất khẩn trương, chuyên nghiệp. Có trên 20 nhịp cầu phao, các đốt khơi được hạ thủy. Ngay sau khi được hạ thủy, các cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 249 đã khẩn trương đưa vào bờ để tập kết. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông Phú Thọ cho biết về công tác chuyên môn do lực lượng quân đội triển khai. Về phía huyện, sẽ hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trong khu vực để lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 30 tháng 9, Binh chủng công binh bắt đầu đảm bảo thông cầu phao Phong Châu. Thời gian đảm bảo cầu là từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đối với người, phương tiện đường bộ ra vào cầu phao, các xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh được phép lưu thông hai chiều, vận tốc nhỏ hơn 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép các loại xe ô tô con, xe bán tải từ 2 đến 4 chỗ ngồi lưu thông một chiều khi đi qua cầu. Thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe nhỏ hơn hoặc bằng 30m vận tốc nhỏ hơn hoặc bằng 10 km h Những ngày vừa qua, nước sông Hồng đã rút, lưu tốc dòng chảy đã cho phép, nhưng mức độ sụt sạt hai bên bờ cầu rất lớn. Lữ đoàn 249 đã phải gia cố trên 11.000 mét khối đá ở hai bến và đường lên xuống. Bên cạnh đó, Lữ đoàn 249 cũng tiến hành các giải pháp gia cố về mặt kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Thưa quý vị, dù cơn bão Yagi đã qua, tuy nhiên những thiệt hại to lớn về người và của mà nó để lại vẫn ám ảnh nhiều người cho đến nay. Một trong số đó có thể kể đến chị Vũ Thị Thủy, sinh năm 1992, trú tại Gia Lộc, Hải Dương, bị đa chấn thương rất nặng do tác động của bão gây ra. Trên giường bệnh, chị Thủy vẫn nằm bất động sau hơn nửa tháng nhập viện. Gương mặt vẫn chưa hết bàn hoàng, giọng ngắt quãng chị kể lại rằng, tối hôm mùng 7 tháng 9 mưa to và gió giật mạnh lắm. Lo nước mưa hắt vào hỏng mất xô gạo mới sát lúc chiều, chị vội xuống bếp lấy bạc che lại. Chị chỉ nghe thấy rầm mạnh và vài tiếng sắc rồi không biết gì nữa. Bây giờ từ ngực trở xuống chị không còn thấy cảm giác. Chị còn mẹ già và hai đứa con nhỏ tàn phế rồi, anh biết phải làm sao đây. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, người phụ nữ tội nghiệp bùi ngùi kể cũng như bao trai gái trong vùng khi không có điều kiện học hành thêm chị Thủy xây dựng gia đình khá sớm lấy chồng năm 20 tuổi rồi sinh liền hai đứa con vào năm 21 và 22 tuổi ruộng đất ít vốn liếng không có nên bao năm qua cuộc sống của đôi vợ chồng thuần nông trẻ tuổi và hai đứa con nhỏ vô cùng chật vật năm 2019 mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó bổ vây vợ chồng chị Thủy bàn bạc rồi vay mượn khắp nơi để chồng đi xuất khẩu lao động nhưng thật đen đủi, anh sang nước ngoài đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát nên người chồng chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp. Sau dịch việc ít nên từ đó đến nay, dù tăng tiền chi tiêu, anh vẫn chưa trả hết khoản vay nợ trước đó. Đưa tay lau nước mắt cho em gái chị, Vũ Thị Khuyên kể. Gia đình chị vốn neo người, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi ba chị em gái khôn lớn chị khuyên rời quê đi làm kinh tế mới ở tỉnh Lâm Đồng. Nghe tin chị Thủy gặp nạn, chị vội vã trở ra Bắc chăm sóc em. Nhìn em gái đang khỏe mạnh, giờ nằm liệt một chỗ khiến trái tim người chị ruột như bị ai bóp nghẹn. Điều chị khuyên lo lắng hơn nữa là chị Thủy không có bảo hiểm y tế. Nên từ lúc nhập viện đến nay trải qua 3 lần phẫu thuật, chi phí lên đến gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên là đi vay mượn. Theo điều dưỡng trưởng khoa ngoại tim mạch và lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Bệnh nhân Thủy bị tổn thương cuộc sống rất nặng, hiện bị liệt từ ngực trở xuống do bị đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương cuộc sống, chấn thương ngực kín, chấn thương hàm mặt. Hiện chị Thủy đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa. Vượt qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành Trà Binh cho biết đã tạm giữ hình sự Thạch Thị Sóc Sô Khôn, 38 tuổi, ở xã Thạch Hòa Sơn, huyện cầu ngang trà vinh về hành vi chiếm giữ trái phép người chưa đủ tuổi thành niên được biết con là nghi phạm vào bệnh viện bắt cóc bé trai sơ sinh theo thông tin ban đầu sáng 27 tháng 9 con đến phòng số 16 khoa sản thuộc bệnh viện sản nhi trà vinh sản Nguyệt hóa huyện châu thành trà vinh lợi dụng lúc mọi người không chú ý con bắt cóc một bé trai sinh ngày 26 tháng 9 năm 2024 con của chị KTSN 35 tuổi, ngụ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành. Ngay sau đó, anh CHC chồng chị N phát hiện truy hô và cùng mọi người bắt giữ Khon giành lại được con trai, đồng thời trình báo công an. Tại cơ quan công an, Thạch Thị Sóc Sô Khon khai do không thể có con nên đã bắt cóc bé trai để đem về nhà nuôi. Sau đó Khon dự định sẽ nói dối là con của bạn trai với mình để gây áp lực, buộc bạn trai làm giấy kết hôn với mình. Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, sinh trên hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc một đối tượng tấn công cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh, vừa qua công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1992, trú xã Kỳ Bắc, về tội chống người thi hành công vụ Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trên tỉnh lộ 551, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Kỳ Anh phát hiện Nguyễn Văn Hào điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hào không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà điều khiển xe mô tô cố tình thông chốt, sau đó Hào còn quay lại vị trí mà tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, có lợi lẽ xúc phạm và tấn công một chiến sĩ trong tổ cảnh sát giao thông. Với sự hỗ trợ từ người dân, tổ cảnh sát giao thông đã khống chế bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hào khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Nguyễn Văn Hào vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở mức 0,596mg trên một lít khí thở. Theo cơ quan điều tra cung cấp, Hào là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, có tiền án tiền sự về tội phạm ma túy hiện đang bị quản lý tại địa phương. Qua quá trình điều tra, công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hào về tội chống người thi hành công vụ. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang mở phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại phiên tòa bị cáo Lan khai đã nhờ bạn của mình vay nợ ngân hàng nước ngoài 250 triệu đô la Mỹ để mua tòa nhà Capital Black 29 Liễu Giai Hà Nội. Theo luật sư bảo chữa cho một số bị cáo trong vụ án, có một người bạn của bị cáo Lan tại Mỹ đã liên hệ với luật sư mong muốn trả khoản vay 250 triệu đô la Mỹ tại ngân hàng nước ngoài và nộp thêm 130 triệu đô la Mỹ để bị cáo này khắc phục cho bị hại. Phân tích về các quy định liên quan về việc trả nợ ngân hàng thay cho người vay, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội nhận định theo Điều 370 Bộ Luật Hình Sự, bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý. Trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ. Khi được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ. Như vậy, nếu nghĩa vụ của bên vay chỉ liên quan đến tài sản thì được phép chuyển giao cho người khác. Vì vậy, bên vay có thể nhờ người khác trả nợ thay cho mình với điều kiện bên có quyền là ngân hàng cho vay đồng ý với việc trả nợ thay, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ. Sau khi đã chuyển giao cho người khác trả nợ thay thì người đó trở thành bên có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Song khi chuyển giao nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm thì biện pháp bảo đảm đó chấm dứt, trừ trường hợp thỏa thuận khác theo điều 371 Bộ luật dân sự. Trong vụ trường Mỹ Lan và đồng phạm nếu có người bạn ở nước ngoài, người thế nghĩa vụ muốn đứng ra trả khoản nợ vay 250 triệu đô la Mỹ tại các ngân hàng nước ngoài cho bị cáo này thì phải được bên có quyền là phía ngân hàng đồng ý. Sau khi các bên thỏa thuận xong, nghĩa vụ trả nợ sẽ được chuyển giao, người thế nghĩa vụ sẽ trở thành bên có nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp ngân hàng không đồng ý với việc trả nợ thay thì người đang nợ ngân hàng có thể làm hợp đồng vay tài sản theo điều 436 Bộ luật dân sự. Theo đó hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên Bên cho vay giao tài sản cho bên vay khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên cạnh đó, Bộ luật dân sự còn quy định hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. Từ các căn cứ có thể khẳng định người đi vay tiền ngân hàng và người trả nợ thay có thể thỏa thuận để chuyển giao tài sản đúng quy định. Tiếp theo chương trình là những thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, dự báo từ nay đến cuối năm, khả năng có 4 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có từ 2 đến 3 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Các tỉnh miền Trung cần giả soát các phương án sẵn sàng ứng phó mưa lũ cực đoan trong tháng 10 và tháng 11. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết hiện nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có hai cơn bão và hai áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Gần biển Đông nhất hiện có cơn bão Kraton mới hình thành ở vùng biển khu vực phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km h Tuy nhiên các dự báo đều nhận định bão Kraton cũng như các cơn bão áp thấp nhiệt đới này đều di chuyển lên phía bắc của vùng biển Bắc Thái Bình Dương, không di chuyển vào khu vực biển Đông nước ta. Về thời tiết trên đất liền, từ nay đến ngày 30 tháng 9, ở Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa rông từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi to trên 100 mm, đề phòng nguy cơ sạt lở đất tái xuất hiện. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 1 đến ngày 3 tháng 10 có mưa vừa mưa to. Về xu thế thời tiết cả nước từ nay đến cuối năm 2024, ông Khiêm cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 4 đến 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Trong đó các tỉnh khu vực miền Trung cần rà soát các phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ cực đoan trong tháng 10 và tháng 11 năm 2024. Theo ông Khiêm, đỉnh lũ năm 2024 ở các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận trên báo động 2. Lũ năm 2024 ở đầu nguồn sông Cửu Long dao động trên mức báo động 1 và đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3, cao nhất trong khoảng 4 năm gần đây và thấp hơn năm 2018. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 29 tháng 9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo chiều. Mực nước cao nhất ngày 27 tháng 9 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,22 m trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,82 m Mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lai đang xuống chậm. Mực nước lúc 7 giờ sáng nay tại Tà Lai là 112,14 m trên mức báo động 1 là 0,14m. Dự báo trong những ngày tới, mức nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 4 đến ngày 6 tháng 10, mức nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên mức báo động 1 từ 0,1 đến 0,25m, sau đó biến đổi chậm. Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lai biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, và các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mới đây tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (năm 1968 năm 2024) tôn vinh công lao và tài đức của vị anh hùng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần cuột cường chống ngoại xâm bảo vệ đất nước. Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, hàng năm vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 8 âm lịch nhân dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh thành phố trong cả nước về thành phố Rạch Giá, nơi có đình thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực để chiêm bái. Năm 2023, lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ông nhấn mạnh, với truyền thống, lịch sử văn hóa của quê hương Kiên Giang, tự hào về di sản văn hóa được tôn vinh, cùng sự quan tâm của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự đồng lòng chung tay góp sức của nhân dân, giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di tích lịch sử văn hóa quốc gia Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, lan tỏa, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của Kiên Giang đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được tổ chức theo nghi thức truyền thống, gồm lễ thắp hương bia ghi dấu điểm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868 lễ dân hương tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, các nghi lễ thượng đại kỳ, lễ đàn cả, hậu phối được tổ chức tại đình Nguyễn Trung Trực. Phần hội được tổ chức với sân khấu, không gian đàn ca tài tử Nam Bộ, triển lãm mỹ thuật khu vực 8, đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2024, diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp vùng đồng bằng sông Cửu Long, trưng bày ảnh nghệ thuật kiên giang, đất nước, con người, trưng bày giới thiệu quảng bá du lịch, sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Kiên Giang, lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, hàng năm thu hút khoảng 1 triệu lượt khách tham dự. Đặc điểm riêng có của lễ hội là tính gắn kết cộng đồng, thể hiện qua tinh thần tự giác, thiện nguyện của người dân tham gia. Hàng nghìn người đến phục vụ suốt thời gian lễ hội như dọn dẹp vệ sinh, phục vụ thức ăn, nước uống. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tên thật là Nguyễn Văn Lịch, còn gọi là Quản Trơn, Quản Lịch, sinh năm 1838 tại Bình Nhật, huyện Cửa An, Phủ Tân An, nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trong một gia đình làm nghề trai lưới. Sinh thời ông là người rất tinh thông võ nghệ, am hiểu sách thánh hiền, tính tình cương trực, giàu lòng yêu nước. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông được tuyển chọn vào đội nông binh dưới quyền chỉ huy của lãnh binh Trương Định. Năm 1861, thực dân Pháp tấn công thành gia định lần thứ hai. Ông tham gia bảo vệ kỳ hòa gia định dưới trướng thống đốc quân vụ đại thần Nguyễn Tri Phương, thành gia định thất thủ lần thứ hai tháng 2 năm 1861, ông tập hợp những người yêu nước hoạt động kháng Pháp vùng Tây Nam Bộ, gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất nặng nề. Tiêu biểu là trận chiến dùng hỏa công, đốt cháy và nhấn chìm tiểu pháo hạm hy vọng tại Vàm nhiệt Tảo, huyện Bến Lức. Sau chiến công hỏa hồng Nhật Tảo, ông được triều đình Huế phong làm thành thủ ý Hà Tiên. Chưa kịp về Hà Tiên nhậm chức thì Hà Tiên đã bị đánh chiếm. Nguyễn Trung Trực lui về Tàn Niên, nay là xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tổ chức lực lượng tiến công tiêu diệt toàn bộ lính Pháp đồn trú tại đồn Kiên Giang, làm chủ tỉnh lỵ trong 10 ngày. Quân Pháp đã dồn toàn lực nhằm tiêu diệt bằng được nghĩa quân Nguyễn Trung Trực để dập tắt tinh thần kháng chiến của nghĩa quân An Nam. Cuối cùng, quân Pháp đã bắt được ông, đem về Sài Gòn thẩm vấn, dùng chức tước, tiền tài khuyến dụ nhưng không thành công. Ngày 27 tháng 10 năm 1868, quân Pháp đem Nguyễn Trung Trực về xử chém tại Rạch Giá, khi đó ông mới 30 tuổi. Chuyển sang các thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, nhận định về xu thế thời tiết trong thời gian tới, chuyên gia thời tiết cho hay, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, miền Bắc có khoảng 4 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông. Dự báo thời tiết từ nay đến 1 tháng 10, khu vực Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo Khoảng ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10, Bắc Bộ đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh gây mưa rào và rông rải rác, thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở mức 21 đến 22 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 20 độ C. Dự báo từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, không khí lạnh sẽ tràn về, bao phủ khu vực Tây Bắc kèm mưa, nhiệt độ ở vùng núi phía Tây Bắc và phía Bắc có thể xuống mức 15 độ C hoặc thấp hơn trong quãng thời gian từ đêm 29 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Chia sẻ xoay quanh vấn đề mưa bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Tình báo Khí tượng Thủy văn cho biết, Hiện nay, trên khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương đang có hai cơn bão, hai áp thấp nhiệt đới hoạt động. Dự báo bốn cơn bão và áp thấp nhiệt đới này đều di chuyển lên phía Bắc của vùng biển Bắc Thái Bình Dương, khả năng không di chuyển vào khu vực biển Đông nước ta. Về thời tiết trên đất liền, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 30 tháng 9, Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa rông từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm, đề phòng nguy cơ sạt lở đất tái xuất hiện từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Ngoài ra nhận định về xu thế thời tiết xa hơn, ông Mai Văn Khiêm cho hay, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, có khoảng 4 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Đáng chú ý, các tỉnh khu vực miền Trung cần giả soát các phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ cực đoan trong tháng 10 đến tháng 11 năm 2024. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý đỉnh lũ năm 2024 ở các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận trên báo động 2. Lũ năm 2024 ở đầu nguồn sông Cửu Long giao động ở trên mức báo động 1. Đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Với đỉnh lũ dự báo như vậy, khả năng cao nhất trong khoảng 4 năm gần đây và thấp hơn năm 2018. Tối 28 tháng 9, Thông tin sân khấu Miss Cosmo 2024 bị sập lan truyền trên mạng xã hội. Một số hình ảnh cho thấy một phần kết cấu sân khấu tại nhà thi đấu Phú Thọ, địa điểm dự kiến tổ chức hai vòng thi quan trọng của cuộc thi đã bị sập trong quá trình thi công. Trước thông tin về sự việc, ban tổ chức chính thức đưa ra thông báo về sự cố. Theo thông báo, sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình hoàn thiện sân khấu chính của Miss Cosmo 2024. Thông báo nêu rõ, vào ngày 28 tháng 9 năm 2024, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra trong quá trình hoàn thiện sân khấu của Miss Cosmo 2024. Ngay sau khi phát hiện, ban tổ chức Miss Cosmo nhanh chóng phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật, đơn vị y tế và cơ quan chức năng liên quan để xử lý tình hình. Đánh giá ban đầu xác nhận rằng không có thiệt hại đáng kể. Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm việc với các ban liên quan để xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố và cập nhật thông tin cho công chúng sớm nhất có thể. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh, việc ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các thí sinh. Hơn nữa, Ban tổ chức đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để đảm bảo sức khỏe và ổn định cho tất cả các thí sinh. An toàn của các thí sinh là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Hiện tại, ban tổ chức chưa công bố thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến sự cố cũng như kế hoạch khắc phục. Dù chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi lịch trình, ban tổ chức cho biết sẽ thông tin cụ thể về đêm bán kết và chung kết của Miss Cosmo 2024 sau. Sân khấu cho cuộc thi Miss Cosmo bắt đầu được dàn dựng từ vài ngày qua tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đến ngày 28 tháng 9, sân khấu cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho các thí sinh bước vào phần tổng duyệt chương trình. Sự việc khiến nhiều người hâm mộ cuộc thi Miss Cosmo 2024 tại Việt Nam và ở nhiều quốc gia lo lắng, với thông báo không có thiệt hại nghiêm trọng, người hâm mộ hy vọng đêm bán kết ngày 2 tháng 10 và chung kết ngày 5 tháng 10 sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Liên quan đến vụ cháy xưởng tái chế nhựa tại Hoài Đức vào sáng 28 tháng 9, theo Công an thành phố Hà Nội thông tin và xác nhận, hiện đã có một người tử vong. Công an thành phố Hà Nội cho biết, trước đó vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng 28 tháng 9, Tổng đài 114 Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy khu xưởng sản xuất tại địa chỉ đội 12, khu chùa rừng, miền Bãi, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngay sau khi nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy và 40 cán bộ chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện Hoài Đức, Đan Phường và phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đồng thời, Công an huyện Hoài Đức cũng huy động Công an xã Dương Liễu và Công an các xã lân cận phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức Quân chúng nhân dân hỗ trợ công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là xưởng tái chế nhựa có quy mô một tầng, kết cấu khung thép mái tôn với diện tích khoảng 500 m2. Tình hình đám cháy phức tạp, nhiều vật liệu dễ cháy, phát sinh khói, khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng kho lân cận. Trước tình hình đó, các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi chữa cháy, ngăn cháy lan tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Và tới khoảng 6 giờ 18 phút thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các xưởng lân cận. Tuy nhiên vụ cháy được xác định đã làm một người tử vong và thiệt hại một phần xưởng tái chế nhựa với diện tích khoảng 500m2, cùng một phần xưởng giặt là với diện tích khoảng 100m2. Hiện công an huyện Hoài Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ giáo viên tiểu học xin hỗ trợ cá laptop, diễn ra tại trường tiểu học Dương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận. Ngay trong chiều ngày 29 tháng 9, ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1 cho biết, phòng giáo dục đào tạo quận 1 đã làm việc với lãnh đạo trường tiểu học Dương Dương, quận 1 và giáo viên TPH. Theo đó, toàn bộ số tiền phụ huynh lớp 4 trên 3 đóng góp đã được hoàn trả cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Cùng với đó, trường cũng đã tạm ngưng bố trí đứng lớp cô TPH, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, trường tiểu học Chương Dương trong thời gian xử lý vụ việc. Không dừng lại ở đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo quận 1 cho biết trường tiểu học Chương Dương sẽ ký hợp đồng thỉnh giảng với một giáo viên bên ngoài để bảo đảm các hoạt động học tập của lớp 4 trên 3 vẫn diễn ra bình thường, không làm gián đoạn việc học của học sinh việc tạm thời bố trí giáo viên khác đứng lớp cũng nhằm ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh, đồng thời giải quyết yêu cầu chuyển lớp của 25 trên 27 phụ huynh học sinh của lớp này. Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh lớp 4 trên 3, trường tiểu học Dương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày học phụ huynh, hôm 14 tháng 9, cô hát giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 có xin lớp hỗ trợ cô một máy tính sách tay trị giá 4-5 đến 5 triệu một máy in tài liệu và mỗi tháng 300.000 đồng hỗ trợ cho cô bảo mẫu. Sau đó, phụ huynh có ý kiến là máy in đã mua hồi lớp 3 thì liên hệ cô chủ nhiệm lớp cũ xin lại cho lớp dùng. Trưa cùng ngày, cô có nhắn tin vào nhóm Zalo chung. Chỉ có trưởng phó nhóm mới được quyền gửi tin nhắn. Các phụ huynh còn lại chỉ được phép đọc với các nội dung như Sau buổi học đầu năm học, phụ huynh đã đóng được 29 phụ huynh rồi ạ. À. Hiện tại cô giữ 14 triệu 500 ngàn đồng. Cô đưa cô BM 300k, cô đóng quỹ 500k, cô giữ 13 triệu 700 ngàn đồng. Cô mua cái laptop, còn bao nhiêu cô báo phụ huynh. Và cô xin cái laptop này luôn nha, phụ huynh. Ngày 16 tháng 9 năm 2024, cô lại tiếp tục nhắn với nội dung. Hôm thứ Bảy, cô có xin phụ huynh hỗ trợ cái máy laptop khoảng 5, 6 triệu và cô đã mua cái máy 11 triệu thì cô bù vào 5 triệu và cái laptop này là của cô. Phụ huynh có đồng ý không? Sau đó cô tạo bình chọn đồng ý và không đồng ý cho phụ huynh bình chọn vào. Khoảng 20 giờ đến 20 giờ 15 phút cô khóa bình chọn. Phụ huynh cho biết group có 47 thành viên, trong đó có 26 phụ huynh đồng ý cả cha lẫn mẹ bình chọn cho một cháu ba phụ huynh không đồng ý, 18 phụ huynh không ý kiến. Cũng theo các phụ huynh, sang ngày 17 tháng 9 năm 2024, vào lúc khoảng 10 giờ 11 phút, cô có nhắn tin tiếp với nội dung. Tối qua và sáng nay, cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh, năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn. Bên cạnh đó, phụ huynh lớp 4 trên 3 còn đặt các vấn đề như các học sinh kể cô còn bán đồ ăn, đồ uống như mì gói, xúc xích, nước ngọt trong lớp học. Vừa làm bài, vừa ăn, uống, cô sử dụng điện thoại sai mục đích. Không chỉ các phụ huynh lớp 4 trên 3 bức xúc mà sau khi đăng tải bài viết, nhiều bạn đọc cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc làm của giáo viên tiểu học xin hỗ trợ cái laptop. Nhiều người cho rằng trong khi ngành giáo dục và đào tạo thành phố đang nỗ lực từng ngày, rất nhiều giáo viên vì học trò tận tâm với nghề, không quản ngại ngày đêm về sự nghiệp trồng người thì có những câu chuyện rất buồn như vậy.